mình quê hương tôi tiếng gọi thân thương mời chào quý vị cùng tham dự vào buổi tiệc tân niên năm 2017 cùng với Hội đồng Hương Thái Bình tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc trên lại lộ Bel Air Sài Gòn. Và ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày 19 tháng 2, xin mời quý vị cùng tham dự vào không khí đón chào một mùa xuân mới cùng với Hội đồng Hương Thái Bình. Nơi tôi sinh ra ở đó có bên nước cây đa sân đình có lời mẹ ru âu. Mục đích của Hội đồng Hương Thái Bình tôi phải nói ít lời là Hội đồng Hương sinh hoạt nói chung đó, nhiều người chưa nắm được cái tinh thần của sinh hoạt đồng hương. Họ chỉ nghĩ rằng đến với nhau để mà gặp gỡ nhau, uống với nhau một lon bia, ăn với nhau bữa cơm hàn huyên rồi chia tay. Thực ra thì cái sinh hoạt đồng hương nó có cái chiều sâu ghê lắm. Trước tiên là vấn đề hướng về nguồn. Chúng ta hướng về nguồn để làm cái gì? Để nhớ ơn tất cả những vị tiền nhân của Việt Nam nói chung và Thái Bình nói riêng. Thứ nhì là sinh hoạt đồng hương đem tình người đến với nhau. Chúng ta nhìn và cặp mắt nhau, chúng ta mặt mày rạng rỡ, bắt tay nhau siết chặt là chúng ta đang thể hiện cái tình người. Và thưa quý vị, tình người thì không có biên giới. Thành ra tôi vẫn nói rằng Thái Bình đứng ra tổ chức đồng hương, nhưng mà thực sự ra cái sinh hoạt đồng hương này tất cả các tỉnh, tất cả địa phương đều có thể tới sinh hoạt được, vì chúng ta, mục tiêu của chúng ta là đem tình người đến với nhau. Chúng tôi xin chúc quý vị và gia đình quý vị một năm mới đầy sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Dạ, em tên là Nicole Nhung Phi, em là thế hệ thứ ba trong gia đình có mặt tại Hội Thái Bình ngày hôm nay. Em tới đây thì giúp cho các cô thu tiền niên liễm cho hội, cho mọi khách tới ạ. Đây là lần thứ mấy em tham gia vào cái tiệc tân niên của Hội Thái Bình rồi? Dạ đây là lần thứ ba em tham gia. Dạ. Mỗi một lần tham gia với hội như vậy thì nhìn thấy các bậc cha chú đi trước tổ chức những cái công việc làm ý nghĩa đi giữ gìn cái truyền thống Tết của người Việt Nam, thì riêng là em một người trẻ thì em suy nghĩ gì? Em thấy mình có được cái hội như thế này thì rất là tốt, tại vì những em bé lớn lên bên đây thì nhiều khi mình đi học và nhiều khi mình quên đi mất cái quê hương của mình, thì có những cái hội như thế này thì các em tới, có rất là nhiều em nhỏ tới đây thì thấy các em áo dài thì cũng rất là vui. Mỗi năm thì em không có mặt nhưng mà năm nay có mặt cho nên được ngồi đây. Thì dài rất mạnh em. Mấy em lớn lên thì ở đây đi mỗi năm á thì cũng lên xong rồi học hỏi về nhiều hơn về quê hương của mình thì rất là vui, rồi cũng có sổ số nữa cho nên mấy em cũng rất tích cực. Dạ, chúc tất cả các vị coi tivi của Việt TV ngày nào cũng vui vẻ ủng hộ Việt TV nhiều hơn, năm mới mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Ngày xuân tân chén ta chung đời đời mừng anh lòng phố vui lúa thơm hơi, người thương xa lời thương người công nhân ấm no qua đi đời gian lao nghèo khó. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận về buổi tiệc tân niên của Hội đồng Hương Thái Bình tại thành phố Houston. Anh Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng tham dự với chúng tôi. Anh Hiền xin chào và chúc cho quý vị có một ngày thật là hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự cộng đồng kỳ sau. Xin chào tạm biệt quý vị.